Xin chào các anh chị, em xin giới thiệu khu trung tâm cộng dân cư Sầm Uất Nhất, Cam Lâm, Khánh Hòa. Đây là con đường Đinh Tiên Hoàng, là con đường xương sống và huyết mạch của Cam Lâm, nơi tập trung nhiều trung tâm hành chính, ủy ban nhân dân và kết nối giao thông thuận tiện đến quốc lộ 1A và tuyến tránh quốc lộ 1A và nút giao cao tốc Bắc Nam. Ở đây là giao lộ quốc lộ 1A với con đường Đinh Tiên Hoàng ạ. Thì từ giao lộ này đi đến cụm đất bên em chỉ cần 3 phút di chuyển. Đây là giao lộ. Và em đang di chuyển bằng xe máy đi đến khu đất. Như các anh chị đã thấy thì dọc theo con đường này dân cư ở rất là đông đúc và nhà ở san sát nhau. Như các anh chị đã biết thì tháng 6 vừa rồi diễn ra đại hội đảng của huyện Cam Lâm và xác định thị trấn Cam Đức sẽ là trung tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Chính vì thế mà sẽ phát triển đẩy mạnh cơ sở hạ tầng, nhất là các con đường chính của huyện Cam Lâm như là đường Hàm Nghi, đường Lý Thái Tổ và đặc biệt là con đường Đinh Tiên Hoàng này. Chính vì thế là việc mở rộng quy hoạch sẽ được triển khai sớm, trong thời gian sớm nhất để đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị. Và điều thứ hai nữa là sẽ phát triển dân cư dọc theo phía Tây của huyện Cam Lâm và đặc biệt là dọc theo cung đường Đinh Tiên Hoàng này. Và chuẩn bị sắp đến cụm đất khu dân cư Đinh Tiên Hoàng mà công ty em đang mở bán. Xin mời các anh chị cùng tham quan ạ. Xin chào các anh chị, em là Châu, là chuyên viên môi giới bất động sản tại khu vực Nha Trang, Khánh Hòa. Em đang làm việc tại công ty New City. Hôm nay thì công ty em chuẩn bị mở bán cụm đất ở mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng, quy hoạch 40m. Đây là vị trí rất là đắc địa, nằm ở trung tâm hành chính của Cam Lâm. Hôm nay em muốn giới thiệu cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời đến các anh chị. Hy vọng nó sẽ mang lại một giá trị sinh lời rất cao trong tương lai. Và sau đây em sẽ quay về hiện trạng hiện hạ tầng. Sắp tới là hạ tầng nó sẽ đẹp hơn gấp 10 lần như thế này. Anh chị hãy xem tiến độ ở khu vực này nó như thế nào. Và xem đây có thể là nơi để mình xuống tiền và mình đầu tư được sinh lợi trong tương lai hay không ạ? Đây là con đường trước đất quy hoạch 40m, hiện trạng là đường 10m. Thì từ vị trí này đi về sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ khoảng 15 phút đi xe và đi về trung tâm thành phố Nha Trang chỉ mất khoảng từ 30 đến 35 phút di chuyển. Và trong vòng bán kính 1,5 km thì đầy đủ các tiện ích dân sinh như chợ, ủy ban nhân dân, trường học các cấp 1, 2, 3, ngân hàng, bưu điện, bệnh viện đa khoa, trạm y tế. Và đây là ngôi nhà ở phía trước đất. Ở đây kết nối giao thương rất là thuận tiện. Thì từ đây đi đến quốc lộ 1A chỉ khoảng 3 phút và đi đến các tuyến tránh quốc lộ 1A cũng như nút giao cao tốc Bắc Nam rất là thuận tiện. Và sau đây em sẽ tiếp tục giới thiệu về quy mô của khu đất để anh chị có thể hình dung rõ hơn về tổng cộng có 54 lô, diện tích từng lô dao động từ 75 mét vuông đến 150 mét vuông. Thì ở đây có 6 mặt tiền từ 130 mét vuông đến 159 mét vuông. Còn các diện tích ở các lô bụng thì dao động từ 75 mét vuông đến 80 mét vuông. Các lô mặt bụng có hai hướng chính, đó chính là hướng đông và hướng tây. Còn các lô mặt tiền là hướng chính bắc. Đó. Ở đây các hướng này rất là thuận tiện và mát mẻ để đầu tư. Nếu anh chị có đầu tư ở tại khu vực này thì rất là yên tâm về tính thanh khoản là các lô ở phía hướng đông. Còn sau lưng của Châu đây là các lô ở hướng tây. Phía sau lưng Châu là đường mặt tiền 40 mét. Dự kiến là khoảng trong một tuần nữa thì hạ tầng ở đây sẽ hoàn chỉnh như một khu đô thị luôn. Đây là đường nội bộ 8m, hai bên vỉa hè mỗi bên mỗi mét, có đầy đủ cống thoát nước và hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp. Đây là mô hình của khu dân cư Đinh Tiên Hoàng trong tương lai rất là đẹp và Sầm Uất. Nếu anh chị quan tâm đầu tư về khu đất này thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0907 063 246. Em tên Châu, rất vui được hỗ trợ thông tin đến các anh chị.